Dạ sư, coi sư hoan hỷ cho con hỏi. Phước mình làm từ rất lâu mà mình còn hồi hướng cho nó đi theo ý mình được, thì việc mình làm phước rồi lại tiếc, rồi sau đó lại hết tiếc, hoan hỷ với phần phước đã tiếc, vì hiểu ra nhiều ý nghĩa của việc làm đó hơn lúc đã làm trong quá khứ, thì phước đó có được trọn vẹn như ban đầu không sư? Khi chúng ta làm phước á, nó có những cái giai đoạn như sau. Thứ nhất là trước khi mình làm, mình có sự chuẩn bị, mình có sự khởi tâm làm phước, bản thân nó là mình đã có phước rồi. Cái thứ hai á, là trong khi mình làm phước thì bản thân việc đó là mình cũng có phước. Và cái thứ ba là những lần sau này, mỗi lần nhớ lại việc quá khứ mình đã từng làm phước và mình hoan hỷ với điều đó thì mình cũng có phước. Tức là quý vị làm một cái phước gì lớn mà sau này cứ lâu lâu cái mình nhớ lại rồi mình lại hoan hỷ, mỗi lần như vậy mình lại có phước. Cho nên là khi mà quý vị có một lần mình không hoan hỷ rồi mình hối hận á, thì nó sẽ làm cho cái quả phước của mình không trọn vẹn. Nhưng sau đó mình suy nghĩ lại rồi mình có sự hoan hỷ thì bản thân việc suy nghĩ lại đó cũng có phước. Tuy nhiên do cái trước đó mình đã từng hối hận cho nên hẳn nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Còn cụ thể như thế nào á thì xin thưa là nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị, cho nên cũng khó nói lắm. Thí dụ như cái quả của việc hối hận đó là gì? Mình không có phước hưởng thụ cái quả, cái phần phước chỗ đó mình không có phước hưởng thụ. Tức là thí dụ như mình có tiền mà mình không có phước xài tiền, nhưng mà sau này là mình đổi ý, thì sư ví dụ nha, nó có thể rơi vào một trường hợp là mình lâu lâu á mình lại keo kiệt với bản thân, cũng có khi mình lại rộng rãi với bản thân, nó tùy hứng, thì đại loại là như thế. Còn cụ thể hơn, chi tiết hơn thì rất tiếc, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Không biết Đại Đức Tuệ Từ có chia sẻ hoặc ý kiến gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái quan điểm của Đức Hạnh Tuệ nói về cái khi mình làm phước, thì việc mình làm phước mà mình đầu tiên mình làm đủ ba thời á, nghĩa là tư hiền, tư hiền, tư hậu á, mà mình đều duy trì, nghe sư nhớ nhấn mạnh mình duy trì ba nhịp độ này, và đặc biệt là cái tư hậu, thưa vị, quan trọng tư hậu, nếu mình duy trì được đó, rất là tốt. Tại vì sao? Bởi vì trong những cái điều kiện mà quan trọng để thành tựu ba la mật đó, là làm với hợp chí và phải đủ tâm tư đó. Cho nên tại sao mà quý sư lại nói mức độ mà nó quan trọng, nó nằm ở đó đó. Tại vì khi mà đủ làm không đủ tâm tư, thưa quý vị, ngay cả bản thân mình mà có làm hợp chí, sư cho là hợp chí nha, mà không đủ tâm tư thì khó mà thành tựu ba la mật đó. Với không đủ tâm tư, thưa quý vị, nó khiến cho cái cảnh giới tái sanh của mình, nó nếu mà nói trong vi diệu pháp đó, nó cũng khó làm người người tâm nhân, thưa quý vị, thường là người nhị nhân như vậy, do thiếu tư, do thiếu tư là do khuyết, thưa quý vị. Thì ở đây cái vị vị này nói là vấn đề mà hết tiếc á, thì Đức Hạnh Tuệ nói là sư hoàn toàn đồng ý, đúng là như vậy, thưa quý vị. Đúng là như cái gương, quý vị nghĩ đi, cái gương mà nó vỡ rồi thì mình hàn gắn lại, mình hàn gắn lại nó vẫn được chứ không phải không được, gắn nó vẫn được, nhưng mà những vết nứt nó vẫn còn, vết nứt vẫn còn. Nhưng mà ở đây á, sư sẽ mở rộng cho quý vị thêm một cái hướng gì,
cái hướng gì, cái hướng này, cái hướng vậy ha, để cho quý vị giải quyết ha, quyết rốt ráo cái vấn đề mà lỡ mình làm phước mà mình bị cái tương hậu á, mình bị hối tiếc, hiểu chưa, hối tiếc thì nó có cái hướng như vậy. Thì làm sư nhớ đến đến một cái môn nghệ, cái một gọi là cái gì ta, một cái nghệ thuật của bên Nhật Bản á, gọi là kintsugi, có nghĩa là lấy vàng để hàn gắn á. Tại sao lại sư đây đề cập vấn đề này, là ở bên Nhật thưa vị, thì họ có những cái đồ mà chén dĩa họ nứt thưa vị, thì họ hàn gắn những cái vết nứt đó lại bằng cái vàng. Ừ, những cái nứt bằng vàng, cho nên nhìn vô á, tuy nứt thiệt, tuy nứt thiệt nha, nhưng mà nhìn vô nó rất là bắt mắt, có nghĩa là nó rất là bắt mắt, nó rất nhìn nó rất nghệ thuật thưa vị. Thì ở đây tại sao sư lấy ví dụ này, là nếu mà mình làm các thiện nghiệp mà mình bị có sự hối tiếc đó, thì theo suy nghĩ đó, thì mình phải làm dồn dập thưa vị, dồn dập hơn đó. Dồn dập hơn rất là nhiều để bù đắp lại cái mà thiện nghiệp mình hối tiếc. Ví dụ hôm nay đi, mình là chủ doanh nghiệp Katina, mình là thí chủ doanh nghiệp Katina, thì tư tiền mình có nè, là trước khi làm mình có hoan hỷ nè, rồi trong khi làm mình hoan hỷ nè, nhưng mà rồi sau khi làm cái buổi lễ đôi khi nó lộn xộn, hay là cuối buổi lễ là cái bảng gọi thường là cái bảng công đức mà của thí chủ đó, thí dụ mình tên là Nguyễn Thị Bé Em này, nói không mà ghi là Nguyễn Thị B thôi đó, là mình không hoan hỷ, cho nên là mất cái tư hậu. Thì suy nghĩ rằng mà rồi mình suy nghĩ vấn đề đó, thì suy nghĩ là để hàn gắn cái đó, giống như cái nghệ thuật bằng của nghệ thuật mà kintsugi của Nhật vậy đó, thì mình phải làm nhiều cái Katina hơn thưa quý vị. Đây là cái suy nhấn mạnh nha, cái này là riêng bản thân cá nhân sư, chứ không sư không có nói là trong kinh điển hay chú giải nào hết, riêng bản thân sư thôi đó. Thì quý vị phải làm nhiều cái Katina hơn nữa để mình bù đắp vô, giống như là cái vết nứt đó, vết nứt đó không được được hàn gắn bằng vàng. Thì những cái thiện nghiệp đó mình phải làm dồn dập hơn, để cái Katina mình, những cái Katina sao mình làm đó, nó làm thuần thục hơn, để cho dù những cái mà những trở ngại sau này đó, nó xảy ra tương tự như vậy đó, thì nó cũng không có làm cho mình bị mất đi cái tương hậu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là như vậy nè, trọng nhất suy nghĩ nha, ngoài cái việc khuyên quý vị phải làm thiện nghiệp dồn dập đó, thì suy nghĩ đó là cái yếu tố mà gọi là chánh niệm tính giác mà sư nhắc hoài đó. Chánh niệm tính giác tức là mình có tu thiền vipassana. Mình có tu thiền vipassana thì bất cứ mình làm cái thiện nghiệp gì nó đến trong cuộc đời mình đầy đủ tư tiền, tư hiện và tư hậu, mình có những cái mà nó khiến cho mình bực mình, thì ngay thời điểm đó, cái đời sống chánh niệm tính giác nó sẽ xử lý phiền não cho quý vị, để cho quý vị không mất đi tư hậu. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc mà quý vị sẽ giải quyết được cái tư hậu cho nó tròn chỉnh, nó không có bị hối tiếc sau này. Cái thứ nhất là, cái thứ hai là làm dồn dập để mình bù đắp lại, giống như là vết nứt được hàn gắn bằng bởi vàng đó, nó trở thành một nghệ thuật không, mà nghệ thuật đó bởi bởi hai yếu tố mà sư đã nhắc, là thứ nhất là có được đời sống chánh niệm tỉnh giác, tức là mình phải thực tập thiền vipassana, thực tập thiền tứ niệm xứ, và cái thứ hai phải làm dụng thiện nghiệp dồn dập lại để bù đắp lại, để sau cái sự kiện đó và những cái sự kiện sau này trong cuộc đời mình làm đều đầy đủ tâm tư và tâm hợp chí. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.